Trái ngược với sự tự tin của EU về việc có thể tìm ra nguồn cung mới thay thế khí đốt từ Nga, Slovakia và Hungary lại cho rằng việc loại bỏ nguồn năng lượng Nga là điều không thể. Đại diện các cơ quan kinh tế năng lượng của Slovakia và Hungary cho biết, các nước này sẽ không ủng hộ các biện pháp trừng phạt năng lượng chống lại Nga, vì nền kinh tế các nước này đã quá phụ thuộc vào nguồn cung cấp của Nga và hiện không có giải pháp thay thế. Bộ trưởng Kinh tế Slovakia Richard Sulik tuyên bố rằng nhà máy lọc dầu duy nhất của nước này không thể chuyển ngay loại dầu từ Nga sang một loại dầu khác. Quá trình này đòi hỏi cần có sự thay đổi trong công nghệ và sẽ mất vài năm. Trong một diễn biến liên quan, nhà lãnh đạo Hungary nhấn mạnh nguồn cung cấp năng lượng cho Hungary không thể bị đe dọa. Trên thực tế, nền kinh tế của Hungary không thể hoạt động nếu không có dầu của Nga. Người đứng đầu công ty dầu khí của Hungary cho biết, trong trường hợp bị EU cấm vận hoàn toàn, công ty này sẽ mất tới 4 năm và tiêu tốn tới 700 triệu đô la Mỹ nếu muốn thay thế hoàn toàn lượng dầu nhập khẩu từ Nga. Hungary cho rằng quốc gia này và Trung Âu không có khả năng thay thế dầu và các sản phẩm dầu của Nga trong một sớm một chiều. Lệnh cấm vận sẽ gây ra những vấn đề rất nghiêm trọng cho toàn khu vực. Đó không phải là vấn đề về tư tưởng mà là về công nghệ và khoa học, bởi vì các nhà máy lọc dầu ở Hungary và Slovakia được điều chỉnh để hoạt động với dầu của Nga. Bất chấp những bất đồng giữa 27 thành viên về các lệnh trừng phạt năng lượng mới, Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho biết khối này sẽ có các biện pháp trừng phạt Nga bằng cách loại bỏ sự phụ thuộc từ nguồn khí đốt tự nhiên của Nga. Thay vào đó, khối này sẽ tìm cách đảm bảo nguồn cung thay thế và ưu tiên nhập khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ các nước khác. Thưa quý vị, sáng nay hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc. Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của đất đai và việc cần thiết phải hoàn thiện thể chế thời gian tới. Đặc biệt, Tổng Bí thư mong muốn các địa phương thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực nhằm tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện từ gốc từ cơ sở. Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, vừa qua hơn 70% số vụ tố cáo khiếu nại liên quan đến đất đai, nên việc tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai là việc rất cần thiết. Tổng Bí thư đề nghị chỉ ra hạn chế, nguyên nhân vì sao ở nhiều nơi việc sử dụng đất đai còn lãng phí, hiệu quả thấp, để tham nhũng tiêu cực liên quan đến đất đai chậm được đẩy lùi, thậm chí có chỗ gia tăng. Vì sao số vụ khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực đất đai vẫn còn nhiều và phức tạp? Vì sao thị trường bất động sản thiếu lành mạnh, chưa bền vững và tiềm ẩn nhiều rủi ro? Tổng Bí thư đặt câu hỏi, đâu là nguyên nhân thuộc về quan điểm, chủ trương, chính sách trong nghị quyết và bất cập của luật đất đai 2013? Do quy định dưới luật chồng chéo, quản lý yếu kém, nhận thức, ý thức chấp hành luật pháp, Tổng Bí thư yêu cầu cần hoàn thiện thể chế về đất đai thời gian tới. Lao động là cha, đất đai là mẹ, mang máy thế của cải vật chất của xã hội. Thế mà nếu như chúng ta có lao động giỏi nhưng mà sử dụng đất không tốt thì cũng hoặc là lãng phí đất hoặc là gây những sai lầm. Mà trên tôi nói là giàu lên cũng nhờ đất mà đi tù cũng vì đất, mất cả anh em tình nghĩa cũng vì đất. Thực tế vừa qua là thế. Về thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh, Tổng Bí thư cho biết sẽ trình Trung ương cho ý kiến và quyết định thành lập. Và dù chưa có chủ trương nhưng đã có 5 địa phương thành lập ban chỉ đạo và mong muốn các địa phương đều thành lập ban chỉ đạo để giải quyết các công việc của địa phương mình, tránh việc cấp dưới ỷ lại cấp trên. Mục đích cũng là giáo dục, nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, hư hỏng, suy thoái, tiêu cực, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, toàn diện từ gốc, từ cơ sở. Nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, theo tinh thần tôi cũng đã nhiều lần nói rồi, trên dưới phải đồng lòng, dọc ngang phải thông suốt. Và nếu chúng ta chỉ việc thành lập cái này thôi cũng là đã có tác dụng rồi. Chí ít là răn đe, là cảnh tỉnh, cảnh báo. Bản thân các đồng chí lãnh đạo ở tỉnh phải gương mẫu trước. Về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác, Tổng Bí thư cho biết Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tháng 1 đã dành 3 ngày tiến hành kiểm điểm, tự phê bình,
phê bình của từng cá nhân đồng chí được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Từng đồng chí đã liên hệ đến trách nhiệm cá nhân trong lĩnh vực mình công tác. Qua kiểm điểm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy trong năm 2021 nhiều khó khăn nhưng luôn đoàn kết, kiên định, có nhiều đổi mới sáng tạo để có quyết sách kịp thời, phù hợp thực tiễn, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế. Do đó, Tổng Bí thư đề nghị Trung ương tìm ra nguyên nhân để khắc phục thời gian tới. Thưa quý vị, bắt đầu từ chiều ngày hôm qua, người dân từ các tỉnh miền Tây đã trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Dòng xe mỗi lúc một đông kéo dài từ chiều tới đêm qua, nhưng không có tình trạng ùn ứ. Dù có thời điểm nhiều khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh đổ mưa lớn, đây là một nét rất tích cực của giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực vòng xoay An Lạc trên con đường từ miền Tây dẫn vào thành phố Hồ Chí Minh này là một điểm đen về giao thông của thành phố. Cách đây chỉ vài hôm, nhiều người dân sống tại Cần Đức, Long An, địa phương cách thành phố Hồ Chí Minh chỉ hơn 30 km, nhưng phải mất vài giờ đồng hồ di chuyển, họ mới có thể về nhà nghỉ lễ. Nhưng ngày hôm nay, người dân từ các tỉnh miền Tây trở lại thành phố rất thuận lợi, không còn gặp cảnh ùn ứ. Rất thông thoáng, không có giống hồi trước là về. Hồi trước về là đông nghẹt luôn. Giờ đi lên đi đỡ rồi, tại vì chắc là hôm qua một số lên trước rồi, giờ nó thông thoáng. Hồi lúc mà 4 ngày trước đi về chỉ nhích nhích thôi mà tốt mồ hôi luôn. Rồi về rất là khó khăn mà bây giờ đi lên thì cũng giống như là ngày thường mình đi làm, nó đường nó cũng không có bị kẹt xe như 4 ngày trước. Từ đây về tới quê em là chỉ có 29 cây thôi, là cũng gần 3 tiếng, 2 tiếng mấy, gần 3 tiếng luôn. Hôm nay lên có 45 phút là tới. Dịp lễ trở lại thì nó không có tắc gì cho mấy, đi vẫn bình thường, thông thoáng. Cũng có một đoạn nào khoảng dài vài trăm mét gì thôi, nhưng mà vẫn đi bình thường. Càng về tối, dòng người trở lại thành phố Hồ Chí Minh từ miền Tây càng đông. Một điểm đen giao thông khác là vòng xoay Mũi Tàu ở quận 6 cũng không ghi nhận ùn ứ vào đêm qua, dù trời đổ mưa lớn. Như vậy, khác với trước kỳ nghỉ lễ, giao thông cửa ngõ miền Tây ở thành phố không còn ùn ứ do người dân đi theo nhiều khung giờ khác nhau. Mặt khác, phương án phân luồng của lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã phát huy hiệu quả. Tại các chốt, chúng tôi đã bố trí theo phương án và phối hợp với các đội liên quan trên tuyến phân luồng từ xa để không cho phương tiện lên tuyến, để giảm ùn ứ trên tuyến. Không còn cảnh ùn ứ, nhích từng mét mệt mỏi đi trở lại thành phố. Đây là điều kiện thuận lợi để người dân, người lao động từ các tỉnh sẵn sàng bước vào những ngày làm việc mới sau kỳ nghỉ lễ. Mới đây, giai đoạn 1 của cao tốc La Sơn-Túy Loan dài hơn 65 km bắt đầu từ La Sơn thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế và kết thúc tại Hòa Liên thuộc huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã được chính thức đưa vào khai thác. Đây là tuyến đường được kỳ vọng sẽ là tuyến giao thông thuận lợi, kết nối giữa các tỉnh miền Trung, đồng thời giảm áp lực đối với cung đường qua hầm Hải Vân, vốn đã quen thuộc với các tài xế chạy đường dài. Tuy nhiên vẫn tồn tại một số bất cập mà đến nay, nhiều lái xe vẫn chưa hào hứng với tuyến cao tốc mới này. Đi qua địa hình có nhiều vùng là rừng núi, nên những ai di chuyển trên cung đường này đều đánh giá rằng đây là cung đường có cảnh quan đẹp. Bên cạnh đó, các lái xe sẽ không tốn chi phí đường lộ do tuyến đường này hiện không có trạm thu phí. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi thế đó, cao tốc La Sơn-Túy Loan vẫn tồn tại một số bất cập khiến cho nhiều tài xế không lựa chọn cung đường này. Vì đi qua địa hình nhiều đồi núi nên cao tốc La Sơn-Túy Loan có nhiều khúc cua dốc cùng với việc bề ngang mặt đường khá hẹp khi chỉ có hai làn đường chính. Vì thế mà tốc độ giới hạn của cao tốc chỉ là 80 km/h. Không những thế, còn hạn chế tốc độ quá nhiều. So với các cao tốc khác thì các phương tiện phải di chuyển chậm hơn khá nhiều. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến những chuyến xe dịch vụ có đặc thù cần hoàn thành sớm hành trình. Còn nó là thông thoáng, nhưng mà nếu mà nói để mà nhanh thì chưa biết là có thể nhanh hơn đường kia hay không. Thứ nhất là hạn chế tốc độ quá nhiều. Khẳng định là như vậy, là hạn chế tốc độ về 60 và 70 rất là nhiều. Về cơ sở hạ tầng trên tuyến, phần đèn chiếu sáng chưa được lắp đặt, dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông nếu di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu hoặc trời tối. Chưa hết, với quãng đường hơn 65 km và vắng xe cộ, sẽ rất khó để có thể có được sự giúp đỡ trong những tình huống xe gặp sự cố bất ngờ. Em nghe nói là đang đi được là cao tốc La Sơn Túy Loan, nhưng mà tình hình thì em toàn là đi đường hầm thôi, bởi vì đi bên đó thì nó vắng rồi, lỡ xe cộ nó trục trặc này kia thì sợ nó không có chỗ để xử lý. Và nên là
dù nó có tiền vẽ hầm và nó đắt hơn một tí, nhưng đông hơn một tí, nhưng mà mình chịu khó mình đi là lỡ có xui rủi thì mình là dễ xử lý hơn. Cái tuyến cao tốc này thì đường nó hẹp, mà buổi ban đêm thì không có đèn chiếu sáng nên lượng phương tiện người ta lưu thông trên cái tuyến mà cao tốc là Sơn Tây Loan là còn hạn chế, chủ yếu là các xe ô tô con và xe khách thì người ta mới lưu thông đông, còn những loại xe tải, xe đầu kéo thì người ta hạn chế đi vì cái đường đó là vắng, nếu có hư hỏng phương tiện thì không thể nào mà có chỗ nào mà để sửa chữa được nên người ta hạn chế đi và vẫn đi hầm Hải Vân như ngày xưa. Hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể khi nào cao tốc La Sơn – Túy Loan sẽ triển khai thi công giai đoạn 2, trong đó bao gồm hoàn thiện cơ sở hạ tầng như mở rộng làn đường, lắp đặt đèn chiếu sáng. Vậy, làm sao để khai thác hiệu quả đường cao tốc La Sơn – Túy Loan, giảm tải áp lực cho tuyến đường đi qua hầm Hải Vân vẫn là câu hỏi khó thời gian tới. Thưa quý vị, mưa to kèm theo gió lớn kéo dài từ ngày 30 tháng 4 đến nay đã gây thiệt hại gần 3.000 hecta lúa đông xuân của nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Nếu thời tiết còn mưa trong vài ngày tới, diện tích lúa gãy đổ trên sẽ không thể khắc phục và có nguy cơ mất trắng. Mưa lớn kèm theo gió giật trên cấp 5 trong 2 ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 vừa qua đã khiến toàn bộ diện tích lúa sắp vào vụ thu hoạch của gia đình ông Lê Văn Dũng tại xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình bị gãy đổ hết. Không chỉ riêng ông Dũng, hơn 460 hectare lúa đông xuân trên địa bàn huyện cũng bị ảnh hưởng tương tự. Hiện gia đình ông Dũng và bà con nông dân địa phương đang theo dõi thời tiết để có phương án khắc phục. Nếu như mà mưa mà tần đi thì con vượt vạt được, chứ nếu như mưa nặng hạt thêm là đồng này sẽ ngập trắng luôn, ngập hết nước thì nó sẽ mất trắng. Để nguồn thu nhập của bản thân gia đình tôi là ảnh hưởng và ảnh hưởng đến cái nguồn lực để sản xuất trong những vụ tiếp theo. Trên toàn tỉnh Quảng Bình, diện tích lúa bị gãy đổ ước chừng khoảng 3.000 hecta. Địa bàn bị thiệt hại nặng nề nhất là huyện Quảng Ninh với 1.700 hecta. Nếu trong vài ngày tới vẫn có mưa, số lúa trên sẽ không còn khả năng ứng cứu và có nguy cơ mất trắng hoàn toàn. Sau khi mưa kết thúc, thì sẽ chỉ đạo cho bà con rút cạn nước và tiến hành thu hoạch theo phương châm là xanh nhà hơn da đồng. Còn đối với diện tích vừa mới tụ, thì sẽ chỉ đạo cho bà con bằng cách là dừng lại 3 đến 4 khóm. Trước mắt chúng tôi vẫn tập trung để cố gắng khắc phục tối đa thiệt hại. Về vấn đề lâu dài, chúng tôi sẽ báo cáo với Ủy ban tỉnh, đề xuất với Chính phủ, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để có những cơ chế chính sách theo quy định của nhà nước để hỗ trợ cho người dân bị thiên tai. Mưa lớn cũng khiến hơn 7.800 ha lúa tại tỉnh Thừa Thiên Huế bị đổ. Trong đó thiệt hại nhiều nhất là huyện Phú Vang 1.800 ha, huyện Phong Điền 1.500 ha và thị xã Hương Thủy là trên 1.350 ha. Năm nay là một năm khó khăn cho bà con nông dân ở các tỉnh Bắc miền Trung. Trước đó, mưa trái mùa trong 2 ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4 đã khiến hàng ngàn hecta lúa của bà con bị mất trắng hoàn toàn.